Mến chào tay ngủ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2022 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả một năm mới, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Sự thật rung rợn về Miss McConnell lần đầu tiên được Tổng thống Donald Trump tiết lộ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết Quý vị thân mến, sau khi mà Miss McConnell giúp cho đảng dân chủ thông qua dự luật omnibus khủng khiếp, thì ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã công bố một sự thật rùng rợn về tên Reynolds này. Vào hôm qua, thì Tổng thống Donald Trump đã đáp trả các cuộc tấn công kỳ quặc gần đây của Miss McConnell đối với Donald Trump. McConnell đã nói đủ thứ kể từ cuộc bầu cử cho thấy ông đứng về phía của những đảng viên thuộc đảng Dân Chủ tham nhũng và xấu xa hơn là đứng về phía cử tri Trump và sứ mệnh làm cho nước Mỹ trở lại vĩ đại. Thưa quý vị, không ngoài dự đoán thì tên Reynolds này chắc chắn đã bị phe Dân Chủ mua chuột. Tổng thống Trump cho biết các đảng viên thuộc đảng Dân Chủ đã áp lực điều gì đó thực sự quan trọng lên Mitch McConnell để ông ấy giúp họ thông qua dự luật xấu xa đó các đảng viên của phe Dân Chủ theo chủ nghĩa Mark phải có một điều gì đó thực sự quan trọng đối với Miss McConnell để khiến cho anh ta và một số thượng nghị sĩ Cộng hòa thân thiện của anh ta thông qua dự luật tuyệt vời khủng khiếp này. Nó cung cấp hàng trăm triệu đô la cho an ninh biên giới cho các quốc gia khác, thế nhưng lại không có một đồng nào cho biên giới của Hoa Kỳ. Nó tài trợ hoàn toàn cho Bộ Tư pháp Thảm nhũng, FBI đã dân lận cuộc bầu cử tổng thống và thậm chí cả công tố viên đặc biệt ghét Trump. Đây cũng là một món quà lớn và đầu hàng Trung Quốc khiến cho Coco Chow rất vui. Hóa đơn là một thảm họa hoàn toàn. Ban biên tập tạp chí Vogue đã gọi dự luật này là dự luật omnibus xấu xí nhất từ trước đến nay. Và đó cũng là một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất trong năm nay đến từ ban biên tập The Wall Street Journal. Ban biên tập đã viết một bài bình luận có tiêu đề dự luật nhiều người xấu xí nhất từ trước đến nay vào ngày 22 tháng 12, sau khi các nhà lãnh đạo quốc hội công bố gói chi tiêu 1,7 ngàn tỷ đô la. Đây không phải là cách cai trị trong một nền dân chủ, nhưng chúng ta đang ở đây gọi dự luật chi tiêu là tồi tệ nhất trong lịch sử. Hàng năm, thì các nhà lập pháp bị chỉ trích vì sử dụng nhiều phương tiện để tài trợ cho toàn bộ chính phủ, thay vì thông qua các khóa đơn chi tiêu thông thường đúng hạn ngoài ra họ bị chỉ trích vì vội vàng thông qua các thay đổi chính sách thông qua nhiều phương tiện nhiều trong số đó yêu cầu các số phiếu bầu riêng hoặc là không thể tự thông qua những thay đổi lớn về dự luật xứng đáng được tranh luận và bỏ phiếu riêng thay vào đó thì một số ít các nhà lập pháp đầy quyền lực đã viết dự luật khổng lồ này trong phòng kín Thưa quý vị, sự thật rùng rợn mà Emily nhắc tới ở tiêu đề đó không chỉ là việc ông ta bị phe dân chủ mua chuột, mà còn việc làm McConnell và gia đình của ông ta còn gắn liền với Trung Quốc. Quý vị ơi, Tổng thống Donald Trump đã đúng. Bằng chứng là tác giả của một cuốn sách mới về kim tiền từ ảnh hưởng chính trị cho biết, trong cơn hoảng loạn sau chiến thắng bầu cử của Donald Trump năm 2016, Trung Quốc đã bổ nhiệm em dâu của lãnh đạo đa số thượng viện Hoa Kỳ, Miss McConnell, vào ban giám đốc của Ngân hàng Trung Quốc. PT Squazer, tác giả của cuốn Những đế chế bí mật, cách tầng lớp chính trị Mỹ che giấu tham nhũng và làm dâu cho gia đình và bạn bè, nói rằng: Angela Chow được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung Quốc chỉ 10 ngày sau khi chiến thắng của ông Donald Trump Cha vợ của Chow và McConnell, James Charles, cũng có chân trong hội đồng quản trị của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, nhà thầu quốc phòng lớn nhất ở nước này. Vì vậy, thì thưa quý vị, khi mà ông Donald Trump đắc cử vào năm 2016, Trung Quốc đã trở nên hoảng loạn. Một trong những điều xảy ra là họ thực sự bổ nhiệm người Mỹ đầu tiên hoặc là chỉ người nước ngoài thứ hai vào ngân hàng của Trung Quốc. Giờ đây, ngân hàng Trung Quốc do chính phủ điều hành, do chính phủ kiểm soát là một phần xương sống trong chính sách ngoại giao kinh tế của chính phủ Trung Quốc trên khắp thế giới. Mười ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử, họ đưa em gái của Ellen Chao, em dâu của Miss McConnell vào ban giám đốc của ngân hàng lớn thứ tư trên thế giới do chính phủ nước này điều hành. Đó là một sự phát triển gây sốc và một lần nữa chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ, rằng bạn sẽ có các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao, có các thành viên gia đình trực hệ đang ngồi trong một hội đồng quản trị của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ nước ngoài. Vì vậy, Ms. McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, vợ ông là Alan Chao, bộ trưởng giao thông vận tải trong chính quyền của Trump, Gia đình bà có mối quan hệ kinh tế và tài chính sâu sắc với chính phủ của Trung Quốc. Họ kinh doanh vận tải biển và sở hữu một thứ gọi là tập đoàn hàng đầu. Và thực sự, vào năm 1993, Miss McConnell với tư cách là thượng nghị sĩ đã đến Trung Quốc cùng với bố vợ, James Chow, với tư cách là khách của China State Shipbuilding Building Group. Thưa quý vị, liên quan tới dự luật chi tiêu này thì tỷ phú Alan Musk, người mới đây đã thẳng thắn nói về nhiều vấn đề chính trị, cũng đã bình luận về gói chi tiêu tổng hợp trị giá 1,7 ngàn tỷ đô này. Tệ nhất trong lịch sử đó là bình luận mà Alan Musk gửi tới dự luật này của chính phủ Joe Biden. Ông Alan Musk đã viết trên Twitter rằng, đúng là hoàn toàn điên rồ khi mà hàng chục tỷ đô la được chi cho an ninh biên giới của các quốc gia khác, thế nhưng lại không có đồng nào cho an ninh biên giới của chính chúng ta. Công chúng đã lên tiếng. Ông Alan Mudd đã viết vào ngày hôm sau, chế diệu các nhà lãnh đạo của Thượng viện là ông Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ bằng New York và Reynolds Smith McConnell thuộc đảng Cộng hòa bằng Kentucky. Các khoản chi tiêu từ nhiều tuần trước, một nhóm lưỡng đảng đã bắt đầu họp kín để soạn thảo dự luật chi tiêu to lớn có tổng cộng là 4.155 trang này. Số cuộc là dài hơn gói tổng hợp năm ngoái gồm 1.500 trang. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm tất cả mọi thứ. Như chuyên gia chính sách David Dead của Quỹ Di sản đã lưu ý trên Twitter rằng, văn bản lập pháp này được đính kèm thêm 2.670 trang các tài liệu giải thích, chứa hơn 3.200 khoản chi tiêu, còn được gọi là các khoản mục cho các dự án địa phương. Ông Dis cảnh báo rằng, các nghị sĩ sẽ chỉ có vài ngày để xem xét tài liệu này, điều vốn là không thể ngay cả khi có sự trợ giúp của nhân viên. Bà Romina Bosia, giám đốc ngân sách và chính sách quyền lợi tại Viện Cato cũng đồng ý quan điểm. Lưu ý rằng, ngay cả những nghị sĩ siêng năng nhất của quốc hội và nhân viên của họ cũng sẽ không thể đọc hết gói chi tiêu đồ sổ này. Và đó là có chủ đích. Bà giải thích trong một blog, các nhà lập pháp càng có nhiều thời gian để cân nhắc những chi tiết của dự luật này thì nguy cơ xảy ra phản đối càng cao. Một số ví dụ về các khoản chi tiêu gồm có 1 triệu đô cho bảo tàng và đại sảnh danh vọng Shock Emerald ở Cleveland, 4 triệu đô cho hồ bơi của trường trung học Covina và 5 triệu đô cho dự án tái phong thích cá hồi của các bộ lạc thống nhất Thượng Columbia. Không chỉ Tổng thống Donald Trump, một số thành viên thuộc đảng Cộng hòa và các hãng truyền thông bảo tồn truyền thống cũng đã lên tiếng phản đối gói chi tiêu này cho rằng chính phủ đang sử dụng tiền thuế cho các sáng kiến thức tỉnh. Nằm trong số những dự án bị chỉ trích là những khoản kinh phí 3 triệu đô cho bảo tàng LGBTQ của Mỹ ở thành phố New York, 3,6 triệu đô cho đường mòn Michelle Obama ở Georgia, 477.000 đô cho viện công bằng ở Rose Island và 1,2 triệu đô cho các trung tâm tự hào LGBTQIA+. Sự lựa chọn là rõ ràng. Theo Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Patrick Leahy thuộc Đảng Dân Chủ bằng vợ mình, dự luật giúp giảm lạm phát cho người Mỹ vì gói này cung cấp kinh phí cho các chương trình dinh dưỡng, trợ giúp về gia cư, chi phí năng lượng gia đình và khả năng chi trả cho trường đại học cùng với những thứ khác. Ông nói trong một tuyên bố vào ngày 19 tháng 12, sự lựa chọn là rõ ràng. Chúng tôi có thể làm công việc của mình và tài trợ cho chính phủ, hoặc là chúng tôi có thể từ bỏ trách nhiệm của mình mà không có con đường thực sự phía trước hai thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm đứng đầu Ủy ban phân bổ ngân sách là ông Lee Hee và ông Richard Selby thuộc đảng Cộng hòa bang Alabama đã chuyển hàng triệu đô la đến các tiểu bang quê hương mình thông qua các khoản chi tiêu. Ông Selby thu về được hơn 762 triệu đô cho Alabama, còn ông Lee Hee đạt được 212 triệu đô cho Vermont. Gói chi tiêu này cũng bao gồm 47 tỷ đô tài trợ bổ sung cho Ukraine, quốc gia đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Tuy nhiên thì một số thành viên thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chỉ trích khoản viện trợ này, cho rằng các khoản kinh phí này tốt hơn là nên được chi tiêu cho các vấn đề trong nước. Vào ngày 20 tháng 12, dân biểu Dan Bishop thuộc Đảng Cộng hòa bang North Carolina đã viết trên Twitter rằng, nếu khoản tài trợ bổ sung 47 tỷ đô cho Ukraine là chưa đủ đối với quý vị, thì dự luật này cũng cho phép xây dựng một công viên độc lập Ukraine ngay tại thủ đô. Từ Ukraine đã xuất hiện 96 lần trong dự luật chi tiêu này. Một từ phổ biến khác là cá hồi xuất hiện 48 lần trong dự luật. Gói chi tiêu này cung cấp 65 triệu đô cho các chi phí cần thiết liên quan đến việc khôi phục quần thể cá hồi ở Thái Bình Dương. Dự luật này cũng bao gồm 410 triệu đô cho an ninh biên giới ở Jordan, Lebanon, Ai Cập, Tunisia và Oman đã gây ra nhiều chỉ trích. Ông Musk đã viết trên Twitter rằng, Đúng là hoàn toàn điên rồ khi mà hàng chục tỷ đô la được chi cho an ninh biên giới của các quốc gia khác, thế nhưng lại không có đồng nào cho an ninh biên giới của chính chúng ta. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả có một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.